Khuôn siêu Okitel WB318 vừa mới ra. Chuẩn cấp cắt đầy đủ, nó có đăng kèm gì không ta? Dạ, này con này thanh toán nó dở. Này có chuyển khoản không? Có chuyển khoản. Nhấn vô chọn tiếng Việt. Tiếng Việt. Đúng rồi, bán hàng chính hãng có tiếng Việt chứ. Bỏ qua đi. Cái hình nó cũng như điện thoại mình thôi. Đúng rồi, y chang à. Có gì khác không? Ok, tốn tiền. Này chống nước đúng không? Đúng rồi, chống nước, chống rơi vớt. Này chạy ráp đồ vô tư rồi đó, ráp đồ vô địch luôn á. À, cấu hình nè, vô giới thiệu điện thoại nè, đúng không? RAM nè, RAM 6GB nè, muốn tăng RAM là nhấn thì mình sẽ tăng RAM lên, đúng không? Đó. Tăng RAM nào? Tăng RAM vô đây, vô memory nè, vô cài đặt, vô memory expansion nè. Tăng RAM luôn. Nhân, mình muốn nhân lên thì gạt mày qua thì tăng lên 6GB nữa. Đó. Rồi nó khởi động lại máy là xong.